Tại đây, bộ phận thư ký và văn phòng của ban phối hợp với ban hoành pháp các tỉnh thành tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoành pháp giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp. Tại khóa tập huấn, Chi Tôn Đức được hướng dẫn phương cách sử dụng website, Facebook, YouTube, Zalo và hoành pháp việc sử dụng các phương tiện, công cụ như máy quay phim, điện thoại để thu hình buổi thuyết giảng, cũng như đào tạo, học tập trực tuyến, kỹ năng tổ chức khóa học, thuyết giảng online, khóa tu online cho Phật tử trên không gian mạng, việc bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. Theo kế hoạch, bang sẽ tiếp tục tập huấn các cụm khác gồm 5 đến 6 tỉnh thành trên một cụm. Dự kiến đến tháng 12 sẽ hoàn tất tập huấn cho 63 tỉnh thành. Theo nghiên cứu về luật